bạn thân. Tôi là Hoàng Quyên, báo Hà Nội mới. Thì cũng rất là chia sẻ với lại bên trung tâm, thì rồi chị Mai Anh đã giới thiệu một cái chương trình festival Thu Hà Nội rất là hấp dẫn. Rất là nhiều cái nội dung mà tôi thấy là có cái tính quảng bá và tính tuyên truyền rất là cao. Bản thân khi nghe thì mình cũng muốn là được tham gia ngay lập tức. Thì trong tôi cũng nghe rất là kỹ chị Mai Anh và cũng có xem trong thông cáo báo chí, thì tôi cũng có một chút băn khoăn là tức là ngoài những cái mà hoạt động sự kiện mà chúng ta sẽ giới thiệu cho du khách cái lần này, trong đó là ẩm thực và cũng như là những cái trải nghiệm ấy, thì đậm đặc, nhưng mà tôi cũng xin hỏi là thì mình có giới thiệu những cái sản phẩm tour của Hà Nội trong cái dịp này hay không, bởi vì vừa rồi tôi cũng có một cơ hội là được đi ra một số vùng ngoại thành của Hà Nội, ví dụ như là Ứng Hòa đang vào cái mùa lúa chín rất là đẹp, và mùa thu của Hà Nội tôi nghĩ rằng bây giờ ở Tây Bắc ở rất là nhiều nơi cũng đang là vào rộ mùa lúa chín, thì Hà Nội ở vùng ngoại thành cũng có rất là nhiều vùng có mùa lúa chín đẹp, thì vậy rằng lần này chúng ta có cái giới thiệu gì cho du khách để ra vùng ngoại thành Hà Nội hưởng một cái gọi là sản phẩm về mùa lúa chín hay không? Rồi xin cảm ơn. Xin mời chị, xin mời bạn Vân chuyển mic cho phóng viên. Tôi là Bích Thủy, báo đầu tư. Tôi có một câu hỏi muốn gửi đến hội nghị ạ. Theo một cái chương trình mà chị Mai Anh vừa giới thiệu thì tôi cũng thấy đấy là một chương trình cực kỳ hấp dẫn và có rất là nhiều những cái hoạt động để mà có thể thu hút được rất là nhiều khách trong nước cũng như là nước ngoài đến để tham dự, để hiểu thêm về Hà Nội, để yêu thêm Hà Nội. Vậy thì cho hỏi là về phía ban tổ chức mình sẽ có những cái mục tiêu và kỳ vọng như thế nào về cái số lượng du khách đến chương trình lần này, khách du lịch trong nước cũng như quốc tế sau cái hội nghị, sau cái sự kiện ạ? Cảm ơn. Thì du lịch sẽ trả lời câu hỏi này. Vâng, xin trả lời nhà báo Quyên của báo Hà Nội mới về các cái sản phẩm tour du lịch của Hà Nội mùa thu. Thì chương trình này thì chúng tôi cũng phối hợp với Tổng ty Du lịch Hà Nội và các đơn vị du lịch tham gia cái chương trình này, thì là cũng có khoảng
10 đơn vị du lịch sẽ tham gia gian hàng và có các sản phẩm tour du lịch tại đây. Ngoài ra thì các cái đơn vị quận huyện thị xã thì ngoài các cái việc tham gia giới thiệu tại roadshow thì cũng chuẩn bị các cái đón tiếp khách, cũng phối hợp với thành phố để làm các cái chương trình tại điểm đến như Hoàng Thành Thăng Long, rồi như ban quản lý làng cổ Đường Lâm. Thì đây chúng tôi có giới thiệu mô hình của Đường Lâm ở đây, thì đến với Đường Lâm 1/9 thì cũng sẽ thưởng thức trải nghiệm làng cổ, rồi cái không gian văn hóa của làng cổ, cũng như là trải nghiệm 1/9 tại Đường Lâm. Về cái mục tiêu kỳ vọng về khách du lịch và trong nước quốc tế đến với lễ hội thì lần này thì chắc chắn là khách đến với lễ hội sẽ rất là đông. Chúng tôi kỳ vọng khoảng trên 50.000 khách trải nghiệm cái festival. Tuy nhiên đây là một cái sự kiện mà Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch đã đăng ký là sự kiện thường niên của thành phố Hà Nội. Cứ đến mỗi độ thu về vào tháng 10 thì chúng ta sẽ tổ chức festival thu. Thì đây là một cái sản phẩm, đây bản thân cái festival này nó cũng là sản phẩm du lịch, mà cũng là cái để phát triển về công nghiệp văn hóa của thủ đô theo nghị quyết 09 của thành phố Hà Nội. Và mỗi năm thì chúng ta sẽ có một cái tổ chức nó mang tính chất quy mô, nhưng mà cũng sẽ lại có cái chiều sâu hơn và có nâng tầm về quốc tế. Vì câu hỏi của phóng viên Nam và Kinh Thiên Thị. Ở đây tôi muốn giải thích thêm một chút ý kiến khi trả lời của anh Việt. Như lúc đầu tôi đã nói là cái mùa thu Hà Nội chúng ta rất là đẹp. Chúng ta hiện nay cũng đang ngành du lịch của chúng tôi, sở du lịch, trung tâm và các đơn vị trong ngành du lịch đang muốn khai thác cái đẹp đó, cái độc đáo đó, cái đặc sản đó để tạo ra nhiều những cái sản phẩm, những sản phẩm du lịch thể hiện là những cái sản phẩm tour gắn đến với các cái điểm đến du lịch văn hóa, vì chúng ta rất nhiều di sản, chúng rất nhiều di tích. Đây nói là di sản thì cả vật thể vi vật thể. Hà Nội thủ đô chúng ta là một cái nơi mà có rất nhiều những cái di sản vật thể của những việc và những cái phi vật thể mà cần phải khai thác. Rồi chúng tôi cũng nói đến là cái lễ hội thu Hà Nội là một cơ hội để từ đó chúng ta quảng bá cứ mỗi một năm sẽ quảng bá một ít, và cũng nhân cơ hội này để tạo một cái sân để cho tất cả các điểm đến du lịch trong cái thành phần mà tham gia với chúng tôi. Có một thành phần anh chị ạ, hiện nay họ kín tiếng nhất, nhưng mà chúng ta đang phục vụ họ. Đúng là chúng ta đang phục vụ những người đang làm du lịch. Đó là gì? Thứ nhất là giới thiệu tất cả các điểm đến. Chúng tôi tất cả sự lựa chọn những cái điểm đến mà giới thiệu ở khu vực lễ hội thu Hà Nội đều có mục đích hết. Từ Đường Lâm, từ những cái khu vực không phải chỉ phố cổ Hồ Gươm, cạnh chỗ Hồ Gươm nữa, mà còn cả những cái khu vực ở ngoại thành, ở Quốc Oai, ở Mỹ Đức, ở Sơn Tây, rồi vân vân, rất nhiều nơi Ứng Hòa nữa. Thứ hai là ban tổ chức lần này cũng có một cái dụng ý định là phối hợp với các đơn vị này. Có thể cái sự vào cuộc của các công ty lữ hành không phải là đầu tiên, tức là họ cũng không phải là người chủ động, mà chúng tôi là những người tạo ra cái sân chơi và tạo ra một cái gọi là một cái động lực, hay là cơ hội để cho họ có thể thiết kế các cái tour. Khi mà vào một cái sự kiện mà từ điểm đến rất sẵn sàng, từ chính quyền ở địa phương đó cũng rất sẵn sàng, từ các doanh nghiệp cũng sẵn sàng, và bây giờ nhiệm vụ các công ty lữ hành là họ phải thiết kế được các tour. Không kỳ vọng là lễ hội thu năm nay lần đầu tiên tổ chức đã đạt được con số về tour, bởi vì anh chị biết là để giới thiệu những cái tiềm năng, nhưng để đến có những tour thực sự để mời khách rồi để cho các du khách đến thì cũng là một quá trình xây dựng cũng khá là công phu và lâu dài. Nhưng mà những cái cơ hội này để chúng ta có một cái định hướng rằng chỉ cho họ biết cơ hội tiềm năng là như vậy,
và các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng như kể cả các cơ quan quản lý nhà nước làm gì để có thể phát triển, khơi gợi và phát triển cái tiềm năng đó. Ví dụ tôi nói là Ứng Hòa, ngay tối hôm qua khi mà chúng tôi đang ngồi họp thì bản thân Ứng Hòa từ lãnh đạo cho đến phòng văn hóa các anh em là rất nhiệt tình. Chị ơi phải đưa ngay một cái đoàn về Ứng Hòa đi. Hai ngày một đêm trải nghiệm tại Ứng Hòa và kết nối với Mỹ Đức đi. Chúng em có rất nhiều thứ nào thì một loạt các cái hoạt động, những cái truyền thống mà thực sự là một câu chuyện kể rất hay. Tuy nhiên là tôi cũng nói rồi, tất cả cái đó là tiềm năng. Tuy nhiên hãy để cho các doanh nghiệp lữ hành, họ sẽ phải thấy tiềm năng đó và họ phải là người đưa ra một cái tour, nói nôm na là như vậy, để làm sao nó phải tròn trịa, nó phải chỉn chu và làm sao phải để làm cái tour đó có thể bán lại thị trường. Cứ nói nôm na là như vậy. Cho nên ở đây câu hỏi vừa rồi của bạn nào đó, của Quyên ấy, thì thực ra đây là chúng ta phải khẳng định luôn là một cơ hội rất lớn để mở ra một triển vọng phát triển các cái tour, các cái sản phẩm du lịch từ cái mùa thu này, từ cái festival lễ hội mùa thu này. Đó là những cái để mà tạo điều kiện tiền đề rất tốt để cho các công ty trong khối du lịch lữ hành ấy, để có thể xây dựng các cái tour. Còn trên thực tế hiện nay thì chúng tôi chưa tổng hợp đầy đủ, nhưng Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cũng là có một cái đơn vị lữ hành chỗ anh Thái. Hiện nay là chúng tôi vừa rồi dự một cái hội nghị khách hàng và bản thân là khu vực phía Sài Gòn hiện là sẽ tổ chức những cái chương trình tour là đưa các cái khách của Sài Gòn ra lễ hội thu và sẽ có những combo về khách sạn, combo kết hợp với chúng tôi là có những combo để cho trải nghiệm một khu không gian lễ hội thu để ăn phở, để ẩm thực, và sẽ có những cái tour từ phía bên trung tâm Hà Nội Tourist ở Sài Gòn để đưa đoàn ra. Chúng tôi nhận được những cái đoàn từ Thanh Hóa, từ Lâm Đồng, các cái tỉnh họ cũng dần dần là họ đưa những cái tour đến để tham quan, và thành phần của cái đoàn đó không phải chỉ là những cái cơ quan nhà nước mà họ còn có các công ty lữ hành của bản thân các địa phương đó tham gia. Tôi nghĩ đấy là những tín hiệu rất là tốt. Có thể đấy là câu hỏi để trả lời cho câu hỏi của Quyên, là khai thác khía cạnh một cơ hội cho các công ty lữ hành. Còn về sự chuẩn bị các điểm đến như anh Việt vừa nói, một cái chỉ đạo của Ủy ban nhân phố đến với tất cả các điểm đến như chị Chi chỗ Hoàng Thành tại đây sẽ có một vài các chương trình tour sẽ được đưa ra, đã đưa rồi nhưng sẽ đưa mạnh hơn trong kịp mà trong cái kỳ 3 ngày của lễ hội thu và sau thu nữa, sau lễ hội nữa, để phục vụ cho quý khách. Thì trong cái lúc đó nó sẽ quảng bá rất mạnh. Đấy, rồi các đơn vị điểm đến khác đều có những cái động thái cũng như cái hoạt động như vậy.